Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Hôm nay sẽ làm một video về chủ đề thần thoại dân gian. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé với channel của mình thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Tin tưởng rằng mỗi người chúng ta khi còn là những đứa trẻ thì đều được nghe kể về những câu chuyện thần thoại rất huyền bí thời xa xưa, hoặc là chỉ sau này cũng từng đọc qua những điển tịch thần thoại. Ví dụ như là nữ oa bổ thiên, hậu nghệ xạ nhật hay là bát tiên quá hải vân vân. Và đương nhiên tất cả hầu như đều sẽ có một nghi vấn, đó chính là những vị tiền thần thông quảng đại này đến cùng là đã được xuất hiện như thế nào. Kỳ thật liên quan đến vấn đề này trong chuyện thần thoại xưa đã có nói đến rất nhiều. Tỷ như trong Tây Du Ký, Đông Du Ký và ở đa số các tác phẩm thần thoại đều có nhắc đến các thủ pháp để có thể tu luyện thành thần tiên. Có phương pháp hấp thu nhật nguyệt thiên địa tinh hoa để thành tiên. Mà Mỹ Hậu Vương chính là một nhân vật nổi bật trong số đó. Hắn chính là một khối tiên thạch từ thời kỳ khai thiên tích địa thai nghén mà thành. Hoặc là cũng có phương pháp tu luyện để mà thành tiên. Trong tác phẩm Tây Du Ký, Đức Như Lai đã từng nói Ngọc Đế đã phải trải qua 1750 kiếp, mỗi một kiếp lại cách xa nhau 12.9600 năm. Dựa theo cách nói này mà suy tính thì Ngọc Đế có thể là người ở thời kỳ của kỳ Tam Điệp. Lại có thêm một phương pháp, đó là nuốt vào thiên tài địa bảo hoặc phục thực tiên quả, tiền dược như bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, Hoàng Trung Lý, Bất Tử Quả, còn có Chấn Nguyên Tử Nhân Sâm Quả, hoặc là ăn rễ thủ ô của Trương Quả Lão đều được. Chỉ có điều, với những ghi chép ở trong thần thoại thượng cổ thì việc thành tiền tựa hồ càng trở nên nhẹ nhõm hơn. Bởi vì vào niên đại đó ở các khu vực khác nhau đều có một thứ cầu nối giữa trời và đất được gọi là thiên thê, tức là thang trời. Tỷ như trong tác phẩm Sơn Hải Kinh Hoài Nam Tử, Lữ Thị Xuân Thu, các điển tịch thời cổ đại này thường nói về một thứ kiến mộc. Trong đó có nhắc đến kiến mộc này che khuất cả bầu trời, sinh ra tại giữa thiên địa. Các đại thần thời kỳ thượng cổ như Hoàng Đế Phục Hy đều từng thông qua việc leo lên kiến mộc mà có thể đi qua lại giữa nhân gian cùng với thiên đình. Mà trong điển tịch Phục Hy Khảo thì miêu tả thời kỳ thượng cổ có một dây hồ lô thần kỳ. Hạt giống của dây hồ lô này chính là răng của Lôi Công kết xuất ra bầu hồ lô lớn, từng trợ giúp Phục Hy cùng nữ oa sống sót được qua cơn đại hồng thủy. Mà dây hồ lô thì càng dài càng cao, mọc xuyên đến biên giới của thiên đình. Mà hồi nhỏ hai huynh đệ của Phục Hy còn thường thuận theo dây hồ lô bò tới phía trên thiên đình để chơi đùa. Những bậc thang này là do những vị thượng cổ đại thần chuẩn bị thông đạo để đi lại giữa nhân gian và thiên giới. Mà ở phàm giới cũng có không ít những người đại trí tuệ dũng cảm. Bọn họ vốn không cam lòng sinh sống một cuộc sống tầm thường ở dưới hạ giới. Thế là liền quyết tâm liều mình một lần, thuận theo thang trời mà lên. Trải qua muôn vàn trắc trở, có một số người thành công đến được thiên đình, cũng nhận được cơ duyên động đến tiền môn. Nếu đúng là như trong điển tịch trên đã ghi chép thì nghi vấn liền sinh ra. Nếu như dựa theo cách nói thời thượng cổ, lên đến đỉnh thang trời, liền có thể thành tiên, thì sẽ đến một ngày nào đó đầy khắp núi đồi sẽ đều là thần tiên. Nhưng vì sao sau đó thần tiên lại càng ngày càng ít đi? Việc này lại cùng một phương thiên đế truyền húc có quan hệ. Tương truyền trong truyền thuyết, truyền húc trong một trận đại chiến đã đánh bại thủy thần Cộng Công, liền toại nguyện leo lên thiên đế chỉ vị. Truyền húc là một vị thiên đế chú trọng lễ pháp. Sử ký Ngũ Đế Bản Kỷ từng nói về truyền húc: tĩnh uyển dĩ hữu mưu, sở thông nhi chỉ sự. Khi truyền húc phát hiện có càng ngày càng nhiều bách tính thông qua việc leo lên thang trời mà đến được thiên đình về sau, đã cảm thấy vô cùng sầu lo. Truyền húc liền để cho hai người cháu trai của mình đem tất cả thông đạo giữa thiên địa ngăn cách lại. Hai người này, một người được gọi là Trọng, một người được gọi là Lê, đều là hai đại thần tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cường đại. Chỉ thấy Trọng hai tay nâng bầu trời, mà Lê thì hai tay ấn xuống đại địa. Hai vị đại thần riêng phần mình lần lượt phát ra một tiếng rống to, thiên địa theo đó dần dần kéo dài khoảng cách. Chỉ một lúc sau, những người đứng ở trên mặt đất đã không còn leo lên được đến trời, chỉ có thần tiên thì có thể xuống được. Kể từ đó, khoảng cách giữa thần tiên cùng phàm nhân liền bắt đầu được kéo dài và không còn người phàm nào có thể leo lên được nữa. Sau đó, nhi tử của đại thần Lê tại Đại Hoang Cực Tây Chi Địa trên núi đã thành lập một chỗ thiên môn, trợ giúp phụ thân quản lý nhật nguyệt tinh thần giữa thiên địa, thứ tự cũng dần dần hoàn thiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video về thần thoại thượng cổ được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp.
Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan những tác phẩm như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký hay là cả những bài phân tích liên quan những tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung thì các bạn ấy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.